Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Ngành Điện Việt Nam. Mặc dù hôm nay đi trực Headfire Show khá là mệt bởi vì là có quá nhiều bạn tới tham gia, và cũng như là mình cũng khá là hào hứng bởi vì là mình mua được một cái tai nghe giảm giá đến 70% tại Headfire Show. Nếu anh em nào muốn mua tai nghe giá rẻ hoặc là trải nghiệm những tai nghe giá tiền tỷ thì có thể tới trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nhá. Và mục đích mình làm video hôm nay không phải để chia sẻ về việc mình mệt vì Headfire Show, mà là mình muốn chia vui cùng những anh em đang sử dụng Huawei, những anh em fan của Huawei và với những anh em chuẩn bị mua những chiếc máy của Huawei. Và các bạn sẽ không còn lo lắng gì nữa, bởi vì hôm qua thì chúng ta có đón nhận được một thiết bị, đấy là Huawei i9 Prime 2019. Và trong cái video đánh giá trên tay của mình ấy, thì có một số bạn nói rằng là ui giờ này còn đi mua Huawei á, ô Huawei còn bán máy ở thị trường Việt Nam ư, và còn ra mắt tại thị trường Việt Nam ư, nào là rồi những thiết bị của Huawei sắp không được cập nhật phần mềm nữa, mua làm gì. Mặc dù là cái chiếc i9 Prime 2019 cũng là một chiếc máy mà mình thấy nó khá là ổn và nó có những thứ tốt ở trong tầm giá, như là chúng ta sẽ có màn hình 6,50 độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS và chúng ta không có bất kỳ khiếm khuyết gì. Chúng ta cũng sẽ có cái trải nghiệm về camera thỏ thụt rất là hay ho, và cũng như là chúng ta sẽ có 3 camera phía sau bản lưng với khẩu độ mở lớn nhất của camera chính là f1.8. Đều là những thứ rất là ngon lành đấy chứ. Và quan trọng là mức giá của nó tại thị trường Việt Nam cho một chiếc máy màn hình không khiếm khuyết, không lỗ, không tay thỏ và chúng ta có camera thỏ thụt chỉ là 6.490.000. Mà ngoài ra nếu các bạn đặt sớm ấy, thì chúng ta còn được giảm giá thêm 1 triệu nữa, tức là chỉ có 5.500.000 cho một chiếc máy có camera thỏ thụt và có những thứ mà mình đã chia sẻ. Đấy là những thứ cực kỳ ngon mà các bạn có thể hít được trên cái chiếc Huawei i9 Prime 2019 này. Nhưng vấn đề từ việc đấy là người dùng vẫn đang lo sợ rằng là cái lệnh cấm trước đây của Mỹ áp lên những chiếc máy Huawei, và có thể sau này những chiếc máy này sẽ không được cập nhật phần mềm nữa, không sử dụng được Android, không sử dụng Google nữa, nên là mọi người vẫn sẽ rất là lo sợ. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không còn lo nữa rồi, bởi vì là ông Trump đã có lệnh gỡ bỏ cái lệnh cấm vận đối với Huawei, đối với những công ty muốn bán cái linh kiện, muốn bán cái công nghệ cho Huawei, và cũng như là gỡ bỏ cái lệnh cấm của Google đối với Huawei. Như vậy đối với những anh em đang sử dụng những thiết bị đến từ Huawei thì anh em có thể vui mừng, bởi vì là những thiết bị của các bạn vẫn sẽ được sử dụng bình thường và vẫn sẽ được cập nhật bình thường. Còn đối với những anh em chuẩn bị lựa chọn Huawei thì các bạn có thể yên tâm và có thể lựa chọn thoải mái, không lo với vấn đề là Huawei có bị cấm vận nữa không, hay là những thiết bị của Huawei có bị dừng cập nhật đột ngột trong quá trình sử dụng hay không, hay là bất kỳ một cái lý do gì nữa. Và có một cái niềm vui nữa, đấy là như các bạn đã biết, trước đây khi mà chúng ta nhận được cái hung tin đấy là Huawei sẽ bị ngừng cung cấp phần mềm bởi Google và không sử dụng được những cái dịch vụ đến từ Google, thì rất nhiều chiếc máy của Huawei đã được giảm giá, như là Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30, Huawei P30 Pro, hay là đến trước Huawei P30 Lite. Chúng ta đã có mức giá cực kỳ tốt, đấy là khoảng 15 triệu cho cái Huawei P30 Pro. Trước đây thì Huawei P30 Pro chúng ta vẫn sẽ có mức giá khoảng tầm là hơn 20 triệu và trừ quà đi, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 18 triệu. Nhưng mà cái đỉnh điểm khi mà chúng ta nhận được cái hung tin thì nó xuống tận là 15 triệu. Hay là cũng có rất nhiều bạn bán đi những chiếc máy đó, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn sẽ có những cái mức giá cực kỳ tốt cho những chiếc siêu phẩm đến từ nhà Huawei. Như vậy chỉ một cái mở cửa nhỏ của anh Trung thôi thì chúng ta đã có rất nhiều niềm vui. Niềm vui của những anh em đang sử dụng Huawei và niềm vui của những anh em chuẩn bị mua những chiếc máy của Huawei. Và đặc biệt là với chiếc Huawei i9 Prime 2019 này, nó lại có lý do để cho các bạn lựa chọn một chiếc máy 5.500.000, màn hình full view không khiếm khuyết, chúng ta có camera thỏ thụt, rất đáng để quan tâm đúng không? Mặc dù là như mình đã chia sẻ rồi, sẽ hơi buồn một chút bởi vì chiếc máy này nó sẽ chỉ có bộ nhớ RAM là 4GB và chúng ta cũng sẽ không hỗ trợ sạc nhanh. Các bạn thấy sao về thông tin khi mà Huawei được mở cửa trở lại, không còn bị cấm bởi Google, không còn bị cấm bởi Mỹ, xin comment để lại cảm nhận các bạn ở phía bên dưới phần luận của video. Còn mình thì mình thấy rất là vui khi mà Huawei đã được sống trở lại, bởi vì là Huawei cũng là một hãng chịu khó thay đổi, chịu khó sáng tạo để cho cái thị trường smartphone có tính cạnh tranh cao hơn, và cũng như là những chiếc máy về sau sẽ có những cái sự thay đổi tích cực để giúp cho người dùng có những cái công nghệ mới hơn để có thể sử dụng một cách tuyệt vời hơn. Và video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy vui đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Điện Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.